thì đường này gặp Natalia thì kiểu nộp mạng này. Bắt đầu, ui dồi thôi, từ nãy giờ tắn mất bao nhiêu máu rồi. Đứng trong trụ mất nó. Bắt đầu tưởng chị Quỳnh đi ở đây. Isa. Con mà con cào, con gấu. Con gấu con khỏe mãi, hôm qua chị chưa biết chơi cô. Mà biết dùng là con gấu, cứ khỏe nhá. Ôi con đấy có mấy cái chiều mà hay. Nó có một cái vòng, xong rồi không lấy không ra được cái vòng đấy. Thì một cào cho đấy thì nó sao con gấu nó còn ra nhảy ra đánh mình. Con gấu nó nhảy vào cái vòng đấy nó cào. Con để ít 2 chữ. Là sóng xanh. Lâu lắm rồi mới gặp con này. Đấy. Tại sao mình nhìn nó cứ quen quen. Tí nữa nó không to đi. Rồi nó không to xong rồi nó thêm mỏng mấy cái. Ôi. Đấy, ui kìa. Thế mà chị mới bảo không biết chơi. Thật không biết chơi. Đã biết chơi này đâu, chưa biết chơi này. Ai hỗ trợ em hả Hải? Không ai gì ạ. À? Không ai. Tại con này yếu quá không có hỗ trợ đâu. Trời ơi. Thì chị Quỳnh lại ấy, một mình chị Quỳnh ăn hai mạng. Về rồi, về rồi. Vừa nãy chơi thứ con này mình lần chơi mới ngoài ấy. Chả giết được mạng nào. Toàn chết rồi. Trời ơi, bắn đi đâu cái bà nội này ơi. Mình đang chơi con gì nhỉ, Alain, toàn đâm vào đấm mới chém bây giờ cái này. Cái gì mà tẩy lông thì nó cũng mọc lên, nó mới là sóng xanh. Cái kiểu tẩy lông nó tẩy lông thì mọc vẫn ấy mà cứng. Nó giống như gạo ấy. Ban đầu nha này em cũng thích tẩy và mà em cũng thích quá á. Nhưng mà em quá sợ rồi, chúng nó bảo là xong ấy, xong rồi lên chân cứng hơn, không được như ban đầu ấy thì thôi. Em mẹ thôi thả thế này còn hơn. Nó còn dài hơn. Như kiểu là sa đoàn vào rồi thì không bỏ được ấy. Kiểu mà đã xong thì rồi như thế nào. Ở trước kiểm tra một tí ở hai bên mé ngoài thôi này, thế xong rồi ạ. Theo thời gian một lần đầu tiên chị cạo nhé, xong rồi lần sau ấy nó lại mọc lên, nhưng mà nó vẫn mọc chưa, nhưng mà vẫn ở chỗ đấy. Chị lại cạo thì đầu tiên chị cạo mỗi một hai bên ngoài thôi, một thời gian sau thì cái nó càng nhiều hơn. Nhưng mà đấy là chị cạo nên nó bị cứng 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 cứng. Em nghĩ là từ cái má nhầm đường lạc lối. Khiếp, chết đâu. Ừ, không chết. Con gấu tí nó lại ấy lại mà. Nó đỡ rồi. Đấy một người không rau mà đấy hai người. Em thế, nếu đi em thế, nếu gấu khỏe lại. Nhưng mà cả các em chết luôn. Úi dồi, đấy đấy. Đấy, con gấu nó nổi kia. Ui. Chết rồi. Kiểu cái con gấu này kiểu mày đánh người ta cào chết. Mồ hôi bạn làm miếng. Một miếng duy nhất. Chuyện quay kiểu gì ấy. Em cái máy nó không để lấy máy khác đầy máy rồi. Ui không còn còn thay lại còn chầu này nữa, thế này thì nhìn sao được. À, ở bên trên kia nó vẫn là nhận ngay rồi đấy. Tí rồi nó mất trụ nào, lấy đi trong tí. Ui, chờ, em còn dưới.
Không được. Đấy. Dạ, thôi ạ. Anh ạ. Thật. Thật mới sáng ra em không muốn ăn. Đưa ăn. Đứa nào cũng ăn thật dài đấy. Ui. Em. Anh. Rồi. Làn sóng xanh còn. Chị ơi là. Thấy chưa? Quả làn sóng xanh. Gọi là đi rồi. Đã hai kiểu đã mất trụ rồi. Chết. Là dứa 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 là mình chết này. Dứa dứa sáng em cũng thích ăn dứa lắm nhưng mà sôi sáng là không ăn. Chị không ăn được dứa. Nó ăn dạ dày. Chị không ăn được dứa. Ừ. Ngày bé chị không biết làm sao nhưng mà chị về chị không ăn được dứa. Em ăn dứa em ăn dứa. Bị ấy nữa ngứa nữa à? Không, chị ghê ngứa ăn xong nó bị ghê cả ngứa rồi. Chỉ cần gửi thêm mùi dứa là cái đầu lưỡi của chị nó đã bị bắt đầu hoạt động rồi, ừ, bị tê rồi. Em nếu hay ăn thì hay bị ngứa ngứa cổ. Xong rồi tuần về anh. Xong rồi là còn ấy nhá, còn là kiểu gì nhỉ? Khoảng 30 viện với mình luôn ạ. Hết chiều á. Ui là nó xanh. Thế xong rồi hồi bé là chắc là chị ăn kiểu một lần chị ăn hết một quả dứa xong rồi lúc chị bị sưng mũi lên ấy. Rồi rồi xong cả cổ ấy, là từ đấy chị chết. Sợ dứa nhưng mà nhá, dứa mà nấu ấy thì chị vẫn ăn được, ý là không phải ăn dứa mà ăn được cái thức ăn mà nấu cùng với dứa nhưng mà cũng không ăn được cái dứa nấu, nhưng mà uống sinh tố dứa thì vẫn uống được. Khó hiểu ấy. Đấy là tâm lý học. Ví dụ tâm lý kiểu anh về anh không ăn được nó. Ừ, nhưng mà nấu bị chung thì vẫn ăn được. Có khi nấu ấy cái gì mà ví dụ mình không ăn được cái đấy nhưng không ai báo thì mình vẫn ăn được. Nhưng mà báo cái là thôi. Mình khỏe, xanh giòn thế này. Em bao nhiêu lần hết ạ? Ăn tôm dị ứng nhưng mà cứ ăn bình thường thôi. Nếu mà không nhớ là cứ ăn bình thường thôi. Sau đến lúc nhớ ra rồi thì bắt đầu ôi có nó lên. Có nó lên, mông nó lên. Nó chỉ làm sóng xanh giết tôi rồi. Nó chỉ giữ được một tí thôi à? Cái vòng kia nó chỉ giữ được một tí thôi. Không phải đâu chị ạ, tại vì em muốn giúp biến đấy em. À thế ạ? À? Sao? Nhiều lúc đấy giữ được một tí em chết không? Nhiều sao không bị ấy. Đấy chết rồi. Đừng có cào ra nữa. Cào xong nó mới chết. Cào xong em không đấy thì cào xong chị Queen vô ra bắn xong phát chết. Con giấu không? Cái sóng xanh. Lúc nào cũng mở này ra cách. Cái này hút người sao ấy. Sao chiều của mình lâu thế. Ra đi. Làm mấy con nín nuôi mất rồi. Lát cái đường vô thôi. Để lên mãi cái đường con máy này. Lên được mùa. Đây anh. Đây anh. Không tưởng ăn thôi. Ờ đúng rồi ạ. Ờ ăn thôi. Ui. Đấy đang đứng xem tí. Rồi chết thôi. cái con gì nhỉ, là sóng xanh này gọi là máu, gọi là không ăn gì nhỉ, không tí mất một tí gì luôn. Hà phát chết luôn. Ui không. Ui.
Ui, chị Queen, ôi chị Queen ơi, chị Queen ơi. Em còn muốn thương lắm. Bình thường mà mình có máy nhưng mà chả mà có làm sóng xanh. Nó cho một phát kiến trắng trụng cái kia. Ui, làn xanh, ôi, làn xanh ra đây. Ui, chiếc bực kêu. Lên đầu đi. Con lính của nhà mình nó chạy vào cả trong trụ của đối phương nó lại còn là cả trụ chính nữa. Thiệt đấy. Gọi đường bên kia nhá. Gọi đường giữa đi. Ở dưới đi. Đấy thì mấy trước, đấy thì mấy trước. Con làm phóng xanh không, trời ơi. Không có chiều bay à. Chết nhiều quá. Rồi, ui, ông thơ mà. Ông thơ. À thơ. Trời ơi, rốt bắn xa cơ mà. Chị Kỳ đang chết rồi. Tên con nó là cái gì? Là sóng xanh. Trời ơi. Ui. Về đi không bị lật chèo. Mấy cái máy bây giờ mình buông được quá. Tắt tắt đi luôn. Nhiệt quá, u đổ, u đổ. Em ngồi dưới kia. Con gấu còn thì nó cào vào trong vòng cho ấy. Lật kéo nhá. Thì kia, à thò với cả teo nát vào trong. À, à. Vẫn còn nó thò ở đây. Em đang mở chuyên. 19. Okay. Mấy giây chắc thì được. Đấy, nhưng mà chị Quỳnh sợ lắm. Ồ, chị Quỳnh đính đấy. Nhưng chị Quỳnh bắn chị ba phát chết luôn mà chị bắn chị Quỳnh gần hết của nó, chị Quỳnh không xin nhê mà. Đừng đến chiêu. Thôi bây tôi sẽ ở nhà nhé, mọi người cứ đi đi.
Nhưng mà mình tôi mà gặp cái con cờ rít với cả cái con máy máy kia là cũng không ăn được. Con cờ rít cái con là sóc xanh ấy nó còn giết nhiều hơn vậy em. Không giết được. Mình ăn chị ba mạng rồi ấy. Ủa, chị Huế thì nhanh rồi. Ui, gieo nát gì rồi, chị đây, ơi. Mày ơi, kì. Về đi mọi người. Ôi, con ao thưa đuổi em. À, chị Quỳnh ơi. Ui, ui mày nhanh thế. Tắt stream mày khiếp. Ôi, sao bắn mấy phát mà vỡ luôn sự. Ba phát. Nếu mà có lính đúng không? Có lính trong cái đồi lính mạnh khỏe phết đấy. Con của chị Quỳnh đúng rồi mà. Rất là mùa, ô, rất là mùa MVP chứ, vâng, chứ không phải chị Quỳnh. Ăn tiếng nó đều vậy anh. Mỗi khi một lần đây là hai lần, chỉ cần một lần mắc sai lầm thôi là nó phải đứng. Em nghĩ 20 nó cũng ừ, chị ơi, cái này thì mình cũng end luôn lúc đấy luôn. Tài cũng vô một cà phê. Lúc mà chị bịt này mà chị cho thêm kẽm làm bọc thực phẩm còn chị hả? Khói mắt. Cầm giường các thứ thì biết rồi chị. Cầm giường gầm tú. Em cũng bị mất xoa dưỡng rồi không biết làm sao. Tìm hết gầm giường gầm tú rồi không thấy đâu.
Ui sao lắm, lắm ống hút đi chị. À con đi chung một đường con ra ta để khỏi kìa. Ui không, ui mai sao vẫn chết vậy. Không chết hết đâu, còn sống lại nữa. Cháu, cháu mình đi. Ui, vai kìa. Yêu. Ôi, ôi, ôi. Rồi, tạm biệt thôi. Ok, chị chị ra đây. Kìa. Bạn gửi cho anh hình mới nhé, cái ảnh mới ấy. Tùy gửi cho anh tập mỗi bạn tập mà mười lăm cái. Ôi ôi trời, 15 cái không cần sinh đâu, kiểu thay đổi đi ấy, mình làm mãi cái kia không ổn. Đợt vừa rồi hỏng hết một mười mấy cái. Thế này đây, ngoài như này chụp cho toàn đầy ảnh cần gì anh phải chụp mười lăm ảnh đơn giản, 30 cái cũng có, 300 cái cũng có. Gì ta đánh gì mấy anh ạ? Với không em đâu thế, tức là anh gì gì đây, hơn là anh chụp chân dung cho gì. Báo anh chụp cho lại lại đẻ mất. Thôi được rồi, nhưng mà không ghét idol. Ui chị anh ơi, ôi có thư máy không ạ? Nhiệt độ à? Có chắc đi một tí loại lên đi một tí thì vừa. À đây ạ, à? Úi dồi ôi, đắt thế.
Nếu như mà gì nhỉ? Tao kiểu cái gì là em nghĩ là nếu mà cái gì là mà trên 60 đúng không? Thì nếu cái gì mà trên 60 lúc mà mình chơi đấu với người máy ấy, thì sẽ không bị trừ ai ra đâu. Nhưng mà khi mà mình dưới 60 nữa thì chơi đấu lại bị trừ. Có bị trừ không? Nghĩa là anh ta hỏi có bị trừ không? Cái gì ạ? Thì là đấu với máy ấy. Vâng. Thì mình có bị trừ không? Ôi trời ơi, không. Kiểu hết hết máy ạ. Chị phải quay đi kia. Ngang ngang em được nhiều máy. Không nghĩ được kinh vậy chứ. Cũng không có đập thứ hai nhát đấy mà đến đi. Ui ô. Cứ gì cho tôi kêu. Thank you.
Chưa có mình sai đi, không có mình sai. Một cái tiền một sáu tư vào tài khoản TP của Nga. Nga gửi gì tài khoản gì đấy, MB ra hay gì? Không, không có tài khoản đấy. Lắm nào. Mình muốn một tài khoản như vậy.
Chị bảo là muốn kiểu đi làm thêm tài khoản MB hay là tech thôi nhỉ. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà MB thì không dễ an toàn hơn. Mà MB nó không làm được rồi chứ. Cái gì đó thì không cần phải lấy thẻ, chỉ cần tạo tài khoản thôi đúng không? Em dùng tech thì em khuyên chị là chắc là nên dùng MB, nhưng mà MB hay bảo trì lắm đấy chị ạ. Không, nhưng mà bình thường chị ạ. Em chịu có 2 đấy rồi. Em chỉ dùng VB thôi chị ạ. VB có khi còn hơn VB hoặc là DB. Hơn hơn MB đấy. Còn em dùng tech này em ghét, ghét luôn. Tách chỉ ngày trước thôi, tại bây giờ ngân hàng nào chuyển khoán cũng không mất tiền nữa đấy. Thế nên là dùng tách lại không ấy nữa. Tại năm nhất lúc em dùng mà, lúc em đang dùng BIDV thì nó tốn, lúc mình banh tiền các thứ ấy nó tốn. Thì em mới chuyển sang tách, tại lúc em làm ở Vin thì bắt buộc phải làm tách. Thế bây giờ không đối nữa. Thế thì chị dùng cái gì? Em thấy đi con chứ. Con như là mùa này mùa bắt chó hay sao ấy. Bạn em mới bắt một con. À thế à? Bạn em mới bắt một con. Xinh thế. Ăn được kẹo sầu riêng không cho gái? Ăn hơn lâu dài chết. Ai ở đây ai ăn được kẹo sầu riêng không? Chị quá này. Đây. Cảm ơn ăn được kẹo sầu riêng không? Mình đưa cho mình. Em bỏ tí nữa thì thôi ai ép. Cứ thế thì ép đôi lần này rồi làm sao để đi. Ôi dồi ôi. Nếu không ăn được kẹo sầu riêng thì sẽ có kẹo sầu muối. Ui. Nó thả cái son đi, tí bị mất. Ui, em sắp chết rồi, chị ơi. Chị chơi được rồi. Ôi trời ơi, chết, đạp vào nó. Nó bảo kiểu, nó ở dưới chân mà không biết mà lăn nhé. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, em xem là bạn em đang nhìn thấy đến giường đã sợ mèo. Đã sợ với con này. Ngoài quá. Như đang nhìn thấy đến giường không nó. Nó tự nhiên với chân em không em đẩy ông đẩy những người lên sát một tí đạp vào nó đạp nó phải lấy đầu luôn phải lớn sợ trong người mẹ thôi đúng rồi chơi cái luôn cái kích động này lông lưng nó lan dưới chân cái gì nhưng nữa nó chỉnh một chiếc người ta cookie theo mà còn nó cứ sáng rồi, nó khoảng thêm một chút thôi, nó như để lấy cho mẹ, chắc coi như này, ơn chị ơi, cứ tối nay là lúc nào mà nó kiểu thế này, đi rồi, cái gì ấy? Hả? Anh Huy ơi, cái con mic cái tên là gì hả anh? Kiểu xem kiểu đấy, em cũng chả nhớ. Cái gì có anh bảo nhớ? Mì Tên là tên thành phố của Nhật Bản đúng không? Mì không, không, là tên bằng nước. Mexico cái gì ấy? Mexico. Mexico. Không phải à? B cái gì nhỉ? Tôi có hai quốc tịch, một là Việt Nam, hai là Mexico. Trời chị bảo thế em không dám lấy luôn ấy. Đúng vậy. Không dám lăn bánh luôn. Em lăn thì em nhìn thấy nó ở sân.
không biết ngoài đấy đó. Mẹ em cũng mới bắt con đấy. Chả biết lấy xong. Nó đặt mà xả xá, em nghe thì mà xả xá. Mọi người nó không chơi với nhau à? Chị đang chị chị đóng chị luôn. Thank you.
Mày bán cái không? Đây này. Đi nhớ làm sao đây. Đó là video 1 đến 2 phút. Bây giờ là được bây giờ. Cứ máy các bạn ngồi là 1 đến 2 phút. Tròn 20 hay 18, 19 cũng được ạ. Tròn 20 cho đúng 2 tiếng. Còn những cái video phát phát này thì các bạn khi nào tắt thì cũng tắt cùng theo. Thế hiện giờ tiếng 20 mà. Vâng, yeah, tiếng 1 phút đúng không? Tiếng thì bây giờ mới có được 5 phút. Rồi, thì là 3. Đây, chỉ cần tính tranh mấy cái này là được. Cái này là 57, cái này là 52 thì tranh nhau 5 phút. 5 phút thì là 25. Đang tính số phút không phải tính đến giờ bạn bạn ơi. À không, của em là 5. Cũng thế mà chị. Của em cũng thế, thế tí nữa mà chị tắt thì chị nhé. Vâng, không thế. Sao bây giờ phải... Thì nghĩa ra là 9:20 đúng không? Thì mình là 9:25. Thế 1:20 có thể thì cũng giống mọi hôm nhỉ. Nhưng mà phải tròn hơn. Mấy cái recording các thứ có phải thế không? Chắc là có chứ ạ. Em mang nhiều quá. Thế hôm nào mang gì đi cũng phải mở hết. Em muốn cái thế lại lắm thật. Nhiều, em mang nhiều. Em mang nhiều đi là để cho. Kiểu như khi mình cũng có đồ mua nhưng mà không đủ chia tất cả mọi người. Nhưng mà ăn một mình thì nó lại không đỡ. Ừ, nhưng mà kiểu ngại ngại ấy. Em mang cả trà sữa, ăn nhầm trà đào. Các chị hiểu mang cả trà. Nó có cả trân châu nữa để đổ trà đào. Thế con ăn anh một đôi. Quán yên tâm còn ăn BNB nữa. Quán là FC nữa.
Em đói bụng lắm. Cái lúc mà em đi đường nhá, em bảo thôi em quành về nghỉ buổi hôm nay, chứ nếu mà quành về thì thế nào cũng quá 15-20 phút. Mà đến thì lại ấy, lại muộn. Nhưng mà em đi cố, em bảo là xem có nhà nào ở bên trái đường thôi, thì đi vào nhờ nhà vệ sinh em mà. Đi 5 cây số không có nhà nào ở bên trái đường. Đúng sao trời, rồi mà hết 5 cây số thì thôi, để không buồn nữa. Đợt chị đi kiểu đi du lịch ấy, đi cũng gọi là cũng không phải là du lịch nhưng mà đi ở một nơi xa, đi xong rồi rất là muốn đi vệ sinh luôn, buồn buồn té ấy, nó cũng ôi không muốn ra má, kiểu buồn đến mức mà nằm ngủ cũng không thể nào ngủ được, mà tỉnh dậy thì cũng không có chỗ để đi ấy, thôi thôi cứ phải ép bản thân là phải ngủ đi ấy, ngủ đi để không bị buồn nữa. Thế xong rồi đi 2 tiếng sau nữa bắt đầu có nhà vệ sinh, thế xong rồi người xuống thì cảm giác như kiểu là đi được hết tất cả mọi thứ ở trên thế giới này. Xong rồi lúc kéo qua quần lên thì qua quần nó tự nhiên nó bị hỏng bao giờ không biết luôn. Ôi trời ơi. Nhưng mà nhá, không biết làm thế nào. Kiểu bên ngoài thì mặc áo sơ mi ấy. Thế là may kiểu bỏ sơ mi ra ấy. Bỏ cái túi áo ra để cho nó che đi. Xong rồi đến nơi thế là có chỗ nhà vệ sinh để thay ấy. Thế là thay quần ra luôn. Đấy, bọn mình hôm đầu tiên ra lại trên xe đấy. Ừ. Tặng kiểu ở bên đấy phát cho mỗi người một cốc trà sữa đúng không? Thì mọi người uống, chị cũng uống. Thế mà chị không nghĩ ra là chị không nghĩ ra là chị không nên uống ấy. Bởi vì chị hay đi vệ sinh lắm, chị thật yếu. Mọi người thì không buồn, bình thường mọi người không buồn lắm, nên mình đã buồn mất rồi. Mà trước khi đi còn trước khi lên xe còn đi vệ sinh rồi nhá. Hôm qua bọn em đi gần không phải, lần trước cũng đang ngồi với cái bà đi ra, rồi ngồi với cái bà nói, không biết có nên nói không nhưng mà cái điều này cũng hơi ngại, không phải bọn em phải ở sao, thế nên bạn là. Tự dưng em chỉ là vô tình thôi nhưng mà nhìn ra cái bà chị gái kia là em chưa kiểu học quá. Thế đâu rồi, em hiểu. Thế thì phải nói là cái gì? Thầm một lúc mới nói là em hiểu. Thế là một người đàn ông chưa chế thì mình phải là như thế nào? Kinh chết đi được. Ừ, chị cũng nghĩ nhá, ví dụ mà nó nhìn thấy nhưng mà nó không nhắc đi thì thôi đúng không, nhưng mà kiểu ví dụ ở lúc mà người ta phát hiện ra thì nhưng mà kiểu hơi còn ngại hơn ấy nhỉ. Em mới có cái trận 10-10 thôi. Có cái 10-10. 10-10 hả? Vâng. À, chọn chế độ. Năm 3 người 2 máy 1 độ đi. Từ nhá, chỉ 10 lại. Có cái đấu hỗn loạn ấy, hiểu ấy, như loạn luôn. Được giữa lên cái là chết, lên cái là chết. Đây chị ạ. Kẻ bóc mãi được luôn. Người ta chắc người ta làm chặt này để đỡ bị bay mù. Lại đi bixi nè. Cái này em về quê. Về quê 4 ngày mà đến lúc đi vẫn bao nhiêu thứ chưa ăn. Không kịp. Như cái máy nghiền. Cũng rất lớn. Chị về Hải Dương à? Đúng rồi. Về Hải Dương gần 60 cây. Nhưng mà từ thành phố Hải Dương mình là chị 20 cây nữa. Mệt.
đi đường thì mệt, nhưng mà về nhà thì đi cho cái món ăn lên đủ xéo đấy chị. Đây là em đã bị lấy móng tay của mình đó. Mùi lắm, mùi lắm. Ai mà không ăn được thế chắc lắm. Mà còn mẹ ở trong đây cũng hình như là em ngủ lên. Có, trời ơi, mùi rõ này chị. Chết ra ngoài cho mấy cái kẹo thơm nó báo AFK. Thế phải nhiều 71 là sao? Chịp chờ chị mời em đi ạ. Vâng. Thế em cho em xuống đi. Chơi keo nát. Một con luôn. Thôi chị ăn cơm nào. Ăn cơm. Có thể 18 mới mình vừa. Chị tùy đưa anh. Chị tùy đưa anh. Chị tùy đưa anh. Kiểu bây giờ chị đang bị cứng rồi đúng không? Sợ lúc mà chị lên những lớp xương lông bị to chị ạ. Bởi vì bây giờ kiểu cái lông xương lông đấy tẩy cái màu nó sắc ấy. Cái này quá thì nhỉ. Phía đi mắt xương lông rất là kì. Thị Uyên thì nhà em nó trước lúc chân thờ nó cạo ui. Xong rồi bây giờ em đang nằm cạnh nó xong rồi nó chạm chân vào em bắt em tí nữa. Nếu mà vào chơi 10-10 ấy thì có mời đúng không? Được chị ạ. Tí thử chơi 10-10 loạn cả lên. Trời ơi, con teo nát. Mình cứ ta nghĩ là mình chơi cờ Lucy luôn. Chị chơi được con Lisa đấy à? Không, ủi dồi ôi. Có chơi được đâu. Chơi, không muốn chơi con kia nữa, chán lắm rồi ấy. Thế chịu cùng rồi. Cho ui chết rồi. Chết. Chị sợ em không đánh lại cho chị chơi cho lát đúng không? Thế chị không chơi cho lát sẽ khổ chứ không lại gặp người. Điều này gặp Natalia thì kiểu nộp mạng này. Ban đầu, ui dồi thôi. Từ nãy giờ tận mất bao nhiêu máu rồi. Đứng trong trụ mất nó. Bắt đầu tưởng chị Quỳnh đi ở đây. Đi Isa. Con mà có con cào không đấu. Ui dồi ôi, thế chị chưa biết chơi cơ.
Mà biết thường là con gấu cứ khỏe. Ui con đấy có mấy cái chiều mà hay. Nó có mỗi vòng chỉ có xong rồi không không nhảy không ra rồi cái vòng đấy nó càng lên nó thì nó sao con gấu nó còn ra nhảy ra đánh mình con gấu nó nhảy vào cái vòng ấy nó cào không để ít hai chữ là sóng xanh. Lâu lắm rồi mới gặp con này. Đấy. Tại sao mình nhìn nó cứ quen quen. Tí nữa nó không to đi. Rồi nó không to xong rồi nó thêm mở mấy cái. Ôi. Đấy, ui kìa. Thế mà chị mới bảo không biết chơi. Thật nó không biết chơi. Đã biết chơi okay. Này đâu, chưa biết chơi này. Ai hỗ trợ em mà phải? Không ai gì à? Không ai. Tại con này yếu quá không có hỗ trợ đâu. Đây, cái cuốn như này. Ấy, một mình cái cuốn ăn hai mạng. Bè rồi. Tại vừa nãy chơi thứ con này mình lần chơi mới ngoài ấy. Chả giết được mạng nào. Toàn chết rồi. Trời ơi, bán đi đâu cái bà nội này ơi. Mình đang chơi con gì nhỉ? Alain. Toàn đâm vào đấm mới chém. Bây giờ có này. Thế mà tẩy lông thì nó cũng họ em nó cứ là giống thanh. Tẩy lông nó vậy, tẩy lông mình mọc vẫn ấy mà. Vâng. Cứng lắm. Mà nó giống như gạo ấy. Ban đầu nha, em cũng thích giấy rằng là em cá thích quá á. Nhưng mà em có sợ rồi, chúng nó phải là xong ấy, xong rồi lên chân cứng hơn. Không được như ban đầu ấy, thì thôi em mẹ thôi thả thế này còn hơn. Thì kiểu là xa đoàn vào rồi thì không bỏ được ấy. Kiểu mà là con rồi, ta nhìn ra vợ ông ấy biết rồi, chắc kiểu tí ở hai bên mé ngoài như là, thế xong rồi không biết là đeo cái bóng này biếng, cho thời gian, một lần đầu tiên chị cạo nhá, rồi lần sau ấy, nó lại mọc lên, nhưng mà vẫn mọc chưa nhưng mà vẫn ở chỗ đấy, chị lại cạo, thì đầu tiên chị cạo mỗi một hai bên ngoài thôi, một thời gian sau thì càng nhiều hơn. Nhưng mà đấy là chị cạo nên nó bị cứng. Bây giờ em nghĩ là cứ vẫn đấy. Má nhầm đường là cái khiếp chết chị ấy chết đâu. Ừ, không chết. Con gấu tí nó lại ấy lại mà nó đỡ rồi. Đấy một người không rau mà đấy hai người. Em chỉ em thiếu tí như thế thì em nói khỏe quá. Nhưng mà cảo các em chết luôn. Úi dồi đấy đấy. Đấy đấy con gấu nó nổi kia. Ui. Chết rồi. Kiểu cái con gấu này kiểu mày đánh người ta cảo chết. Mồ hôi bạn và miếng một miếng duy nhất vượt quay kiểu gì ấy của em cái máy nó không để lấy máy khác đầy máy rồi. Ui con này còn hai triệu lại còn chầu này nữa, thế này thì nhìn sao được à? Ở bên trên kia nó vẫn là nhận ngay rồi đấy, tí rồi nó mất trụ nào lấy đi trong em còn gì đấy không còn được dạ thôi ạ. Anh thật thật mới sáng ra em muốn ăn đưa ăn. Đứa nào cũng ăn thật dài đấy. Ui, em ai. Rồi. Làn sóng xanh họ. Chị ơi là. Thấy chưa, quả làn sóng xanh. Gọi là đi vào. Đã hai kiểu đã mất trụ rồi. Thế.
Là dứa chết dứa sáng em cũng thích ăn dứa nhưng mà xôi sáng là không ăn. Chị không ăn được dứa. Nó ăn dạ dày. Không ăn được dứa. Ừ. Này bé chị không biết làm sao nhưng mà chị về chị không ăn được dứa. Em ăn dứa em ăn dứa. Bị ấy nữa muối à? Không chị ghê muối ăn xong nó bị ghê cả người rồi. Chỉ cần gửi thêm mùi dứa là cái đầu lưỡi của chị nó đã bị bắt đầu hoạt động rồi, ừ, bị tê rồi. Em do hay ăn những bị hay bị ngứa ngứa cổ. Xong rồi tuần đến ấy. Xong rồi là còn ấy nhá, còn là kiểu gì nhỉ? Quả bà trực diện với mình luôn ạ. Hết chiều á. Ui là nó xanh. Thế xong rồi hồi bé là chắc là chị ăn kiểu một lần chị ăn hết một quả dứa xong rồi chị bị sưng mũi lên ấy. Rồi rồi xong. Cả cổ ấy, là từ đấy chị chết. Sợ dứa. Nhưng mà nhá, dứa mà nấu ấy thì chị vẫn ăn được. Ý là không phải ăn dứa mà ăn được cái thức ăn mà nấu cùng với dứa, nhưng mà cũng không ăn được cái dứa nấu. Nhưng mà uống sinh tố dứa thì vẫn uống được. Khó hiểu anh. Đấy là tâm lý học. Ví dụ như tâm lý. Đúng kiểu anh về đây. Không ăn được nó. Ừ, nhưng mà nấu bị chung thì vẫn ăn được. Có khi nấu ấy cái gì mà ví dụ mình không ăn được cái đấy nhưng không ai báo thì mình vẫn ăn được. Nhưng mà báo cái là thôi. Khỏe, xanh giòn thế này. Em bao nhiêu lần hết ạ? Ăn tôm dị ứng nhưng mà cứ ăn bình thường thôi. Nếu mà không nhớ là cứ ăn bình thường thôi. Sau đến lúc nhớ ra rồi thì bắt đầu ôi có nó lên. Có nó lên, mông nó lên. Nó chỉ giữ được một tí thôi à? Cái vòng kia nó chỉ giữ được một tí thôi. Không phải đâu chị ạ, tại vì em muốn giúp việc đấy. À thế ạ? À? Sao? Nhiều lúc đấy giữ được một tí em chết lắm. Ừ, sao không bị ấy? Đấy chết rồi. Đừng có cào ra nữa. Cào xong nó mới chết. Cào xong em hôm đấy đi cào xong chị Quy vô ra bắn cho nó chết. Thân giấu á? Vai là sóng xanh. Lúc nào cũng mở này ra cát. Cái này hút người sao? Sau chiều mình lâu thế. Mày lên anh. Chơi chưa gì? Sao tưởng ăn thôi. Ờ đúng rồi ạ. Ờ ăn thôi. Ui đấy đang đứng xem tí rồi chết thôi. Ai cái con gì nhỉ, là sóng xanh này, gọi là máu, gọi là không ăn gì nhỉ, không tí mất một tí gì luôn. Cho hà phát chết luôn. Ui không. Ui, chị Queen ơi, chị Queen ơi.
với hai con máy hình vuông thế. Không gì còn nữa. Sao không có con làm sóng xanh như bên kia này? Sao chị thấy bình thường bọn mình có máy nhưng mà cháu nào có làm sóng xanh à? Nó cho một phát tiến thẳng trụ đi kia. Ui, làm sóng xanh, ôi, làm sóng xanh luôn ra đấy. Ôi, chiếc bực kêu. Lên đồng đi. Hai cái con lính của nhà mình nó chạy vào cả trong trụ của đối phương luôn ạ, còn là cả trụ chính nữa. Thiệt đấy. Đây gọi đi được. Gọi đường lên kia nhá. Gọi đường giữa đi. Ở dưới đi. Ui, đánh chim ấy trước, đánh chim ấy trước. Con làm sóng xanh không, rồi ôi. Không có chiều bay à. Chết nhiều quá. Ui, ông thơ mà. Ông thơ mà. Ông thơ. À thơ. Trời ơi, rôn bắn xa cơ mà. Chị đang chết rồi. Tên con nó là cái gì? Là sóng xanh. Ừ. Ui. Mẹ đi không bị giật chèo. Mấy cái máy bây giờ mình vô lúc quá. Tắt đi không? Nhiều quá, u rồi. Đây là mình